Thưa quý vị, vài năm gần đây, diện tích các vùng chuối hàng hóa của Lào Cai giảm mạnh do nhiễm bệnh vàng lá Panama. Năm 2024, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương đưa mô hình chuối kháng thể đối với bệnh vàng lá Panama vào trồng thí điểm tại 4 huyện, gồm Mường Khương, Bát Sát, Bảo Thắng và Bảo Yên. Nỗ lực này sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng giảm diện tích đối với một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh. Trước đây, thời gian cao điểm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng có khoảng 120 ha chuối hàng hóa. Nhưng hiện tại, diện tích chuối đã thu hẹp do mắc bệnh vàng lá Panama. Bản Cầm sẽ là địa phương đầu tiên được lựa chọn trồng thí điểm mô hình chuối kháng thể bệnh vàng lá. Dòng vào thì nó mới phát triển bình thường, với bình thường, với linh bình thường. Nhưng mà đến khi chuối nó bắt đầu chuyện bị ra buồng, ấy, thấy lá nó vàng dần vàng dần. Năm ngoái làm dùng 3.600 cây, mà được chắc là được thu khoảng 2.500 buồng. Qua cái mô hình này thì sang năm 2025 sẽ có kết quả và bà con sẽ tiếp cận với giống chuối mới để khởi động lại cái vùng chuối của tỉnh Đắk Cai. Giống chuối kháng bệnh vàng lá Panama là thành quả nghiên cứu nhiều năm của tiến sĩ Trần Mạnh Hùng cùng các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Giao quả Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, giống chuối này đã được một số tỉnh đưa vào trồng với diện tích lớn và đã khẳng định được ưu điểm nổi trội về tính kháng bệnh để tiện cho việc đối chiếu tại 4 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát và Mường Khương, mỗi mô hình thí điểm trồng khoảng 400 cây, trong đó có 300 cây là giống kháng bệnh, 100 cây là giống chuối cấy mô bà con đã trồng từ nhiều năm trước. Các mô hình thực hiện trên cùng diện tích đất đã bị nhiễm nấm Panama và chăm sóc cùng quy chuẩn kỹ thuật. Về mặt chống chịu bệnh đối với bệnh à, vàng lá thì là nó có thể xuất hiện tỷ lệ chết một vài phần trăm. Thì cái giống mới của chúng tôi tạo ra là nó có thời gian sinh trưởng phù hợp hoàn toàn phù hợp với các điều kiện canh tác của địa phương. Sau bảo thắng, ngay trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, các mô hình thí điểm sẽ tiếp tục được triển khai tại ba địa phương còn lại là Mường Khương, Bát Sát và Bảo Yên ngành nông nghiệp tỉnh hy vọng việc đưa giống chuối có sức kháng bệnh cao sẽ giúp khôi phục và mở rộng diện tích trồng chuối, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 xây dựng vùng chuối hàng hóa ổn định khoảng 3.500 ha.